Xin chào mọi người, thứ bảy tới rồi. Hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta sẽ được kết nối lại với bên trong bản thân mình rất là nhiều. Để mình xem nào. Chưa thấy có bình luận nào nên là mình sẽ chờ một chút xem mọi người như thế nào. Nếu mà bạn xem cái replay này thì có thể skip tới phút thứ 3, 4 gì đấy. Và chúng ta sẽ bắt đầu để cho cái buổi ngày hôm nay được hiện diện luôn. Ok, ngày hôm nay chúng ta có topic đấy là để tình yêu hiện diện đúng không ạ? Tình yêu là nguồn sức mạnh lớn nhất và rực rỡ nhất, và hãy chọn mục đích là tình yêu cho tất cả những gì mình làm. Và khi mà bạn set cái intention là sử dụng tình yêu trong tất cả những cái hoạt động bạn làm ngày hôm nay thì một điều rất là dễ dàng nhận ra được đấy là bạn sẽ cho đi và nhận lại rất là nhiều tình yêu. Và đây sẽ chỉ là một cái chia sẻ ngắn ngắn về tình yêu trước khi chúng ta vào Mirror Work thôi. Đấy là nếu mà chúng ta mong muốn có bất kỳ điều gì tuyệt đẹp sắp tới và mình luôn dạy ở trong các nhóm Advance của mình, đấy là tình yêu chính là cái cổng năng lượng để chạm được vào cái nguồn bên trên, cái source lớn hơn, vũ trụ, bất kỳ điều gì bạn tin vào. Và khi mà bạn để cho bản thân mình sống trong cái trạng thái yêu thương ấy, là lúc mà bạn luôn luôn ở trong cái trạng thái alignment. Và alignment là con đường ngắn nhất để đến với bất kỳ cái mục tiêu nào mà nó hoàn toàn ảo ấy. Mục tiêu nó hoàn toàn magical hơn cho những gì bạn có. Và alignment chính là cái concept mà mình dẫn tất cả các thành viên vào học của bọn mình đi qua trong Daydream. Đấy là 3 tháng rưỡi liên tục chỉ sống trong alignment, và mình sẽ dạy các bạn làm này, sửa đổi chỉnh sửa để đến được với cái alignment của chính bản thân bạn. Bởi vì khi mà bạn act từ alignment, khi mà bạn thực sự hành động từ cái alignment đấy, bạn sẽ có được rất nhiều điều tuyệt vời và bạn không cần mất công. Nếu mà ai ở đây không thể hiểu được tại sao mình lại nói về thành công phi nỗ lực lực và không thể hiểu được tại sao mình lại làm tất cả mọi thứ với một cái trạng thái nó rất là dễ dàng như vậy, thì là bởi vì bọn mình biết được cái bí mật đấy và sử dụng cái việc alignment đấy để đến được với cái điều tiếp theo. Alright, bây giờ mình biết được mọi người rồi. Hello Rachel, hello Ron, hello chị Trang, hello Hoàng, hello chị em, see you, hello team của tôi. Ok, thế team có thể tag mọi người mà bắt đầu làm mirror work vào đây nhá, để cho chị bắt đầu luôn. Và trước khi mình vào Mirror World thì mình muốn chia sẻ update một chút. Đấy là chúng ta có 145 người đã tham gia sự kiện rồi. Và đến hết ngày Chủ nhật là cái lúc mình sẽ đóng cổng counting. Và thực sự là mình biết được là cái giá trị ở đây nó lớn hơn rất là nhiều con số 145 người đấy. Và mình cũng biết được rất là nhiều bạn vào đây tham gia rồi. Từ tuần trước đến tuần này thì group của mình có rất là nhiều bạn họ vào tham gia, và biết đâu đó là có những bạn tham gia mà chưa đăng ký. Thế thì hãy đừng quên là nếu mà bạn biết được cái ai cần cái sự kiện này, bạn muốn rủ bất kỳ ai muốn vào làm cũng không không kể là bạn làm trước hay làm sau bạn, thì hãy nhớ gửi cái link này vào, bạn bảo bạn ấy đăng ký qua cái link này để chúng mình có thêm con số và chúng ta sẽ add thêm rất là nhiều số tiền hơn cho tất cả những trẻ em ở vùng cao và trẻ em ở vùng đang bị lũ lụt. Và mình hy vọng là cái hành động này cũng là một cái cách để mình modeling cho bạn về cái việc cho đi và nhận lại ở trong cái chính cái ngành nghề của chính bạn. Mà mình hy vọng được là khi mà mình bắt đầu cái công việc này, cái điều tiên quyết của mình đấy là giúp cho cái thế hệ tương lai có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và bắt đầu từ bây giờ trở đi là chúng ta đã có thể thực hành những cái điều đấy một cách thiết thực nhất, bằng cách là không chỉ là thay đổi tâm trí mà còn có những cái hoạt động cộng đồng như này để cùng nỗ lực chung tay và donate cho các bạn ý, đúng không ạ? Mình không nhận donation trực tiếp từ cá nhân, thế nên là nếu mà bạn muốn giúp đỡ, thay vì là donate kiểu có những người nhắn tin mà cho chị donate 50 đô hoặc là 20 đô thứ, thay vì như vậy thì hãy giúp mình chia sẻ lên tường, hãy giúp mình chia sẻ lên cộng đồng mà bạn biết, hãy giúp mình gửi cái link này cho ai cần, cái người đấy sẽ nhận được tình yêu và có rất nhiều trẻ em cũng sẽ nhận được tình yêu đấy từ cái hoạt động này của chúng ta. Team ơi, hãy để lại cái link mà để chia sẻ ở dưới và ở trên description sau khi chị livestream xong, để cho mọi người chia sẻ và em có thể để luôn được không? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có mirror work. Mirror work nói thì rất là đơn giản, và nói rất là đơn giản là thì chúng ta cứ nghĩ về tình yêu đi, chúng ta sẽ chạm được vào với tình yêu là rất là khó mọi người ạ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đến từ những cái nó tinh tế như những cái dòng suy nghĩ, đến từ những cái cách hành động, đến những cái cách yêu bản thân, đến từ những cái cách mà bạn quan tâm bản thân đến như thế nào. Ví dụ như ngày hôm qua trong cái khóa học Emotional Fit mình nói về cơ thể và việc tiêu thụ đường và làm nhào, và khi mà bạn ăn đường cái bạn sẽ bắt đầu thấy cổ họng mình bị đờm, và đờm chính là cái nguyên nhân
gây ra những cái tích tụ trong cơ thể và tạo ra ung thư rất là nhiều. Vậy thì khi mà bạn biết được cái sự thật đấy rồi, bạn còn muốn chọn để ăn đường hay không? Bạn còn tiếp tục chọn lựa chọn cái sản phẩm có đường nữa hay không? Đấy là thuộc về cái việc bạn thực sự yêu được bản thân mình hay không. Cho nên là ở trong cái hành trình của mình đi giảm cân hay hành trình đi học bất kỳ cái gì, mình thấy rất là thiếu những cái mindset họ dạy về những cái công cụ, họ dạy bạn làm như thế nào. Và đâu đó ngoài kia bạn rất là hứng thú với những người coach dạy bạn làm như thế nào, bước 1, bước 2, bước 3. Nhưng mà chưa ai, và mình rất thấy rất là ít, là nó hầu như là không có. Thế là không có ai giúp cho bạn hiểu thực sự ở bên trong bạn cần phải chuyển hóa như thế nào để sở hữu được cái tương lai đấy, để sở hữu được cái thân hình, để sở hữu được cái số tiền, để sở hữu được cái sự nghiệp, để sở hữu được cái việc effortless đấy. Và upgrade bản thân mình từ bên trong, hiểu những cái điều gì mình cần làm và không nên làm, và có thể đưa ra cái sự quyết định dựa vào cái conscious mind chứ không phải dựa vào subconscious, thì lúc đó mới là lúc bạn có thể phát triển, thay đổi và hoàn toàn có thể navigate, hoàn toàn có thể để trực giác lên tiếng và đi qua tất cả những cái mê cung của những cái chặng đường tiếp theo. Bởi vì trên cái hành trình tiếp theo này mình sẽ không bao giờ đoán được là bạn sẽ đối diện với cái gì tiếp theo đâu. Mỗi một cái người khách hàng đến với mình đều có những câu chuyện rất riêng, mặc dù họ đều up level ở một cái tốc độ rất là nhanh, nhưng cái việc họ gặp điều gì tiếp theo, cái mê cung tiếp theo như thế nào, đó là một cái sự kiện hoàn toàn khác. Thế nên là mình không thể nào addressing enough về cái việc yêu bản thân mình qua cái việc xây dựng kiến thức, yes, nhưng mà là phải thực hành và đồng thời hiểu biết được và chạm vào được trực giác của bản thân, thì lúc đó mới là cái lúc bạn yêu bản thân mình nhất, chạm vào trực giác, kết nối được với tính nữ, đón nhận, thả lỏng đón nhận. Và thực sự ví dụ như ngày hôm nay mình làm mirror work, thì không phải là bạn lập dập khuôn là ngày nào phải làm mirror work mới lại yêu bản thân, nhưng sẽ có những lúc bạn sẽ cần đến cái bài thiền này, là lúc mà trực giác sẽ bảo là ngày hôm nay thấy cạn kiệt quá, mình sẽ quay lại làm mirror work đi. Đấy là cái khả năng mà mình coaching cho những người khác, giúp cho họ có cái khả năng tự chủ, tự make được cái decision trong cuộc đời của họ và tự biết được họ đang cần cái gì lúc đấy, và cung cấp cho họ đầy đủ cái công cụ trong cái khóa học đấy để họ làm những việc đấy. Mình hy vọng là cái cách đi này sẽ giúp cho càng càng nhiều người tự quyết định được cái hành trình tiếp theo và phát triển được bản thân bạn và tự navigate được những cái chặng đường mới tiếp theo. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào mirror work, và cái bài mirror work này mình viết trong một cái buổi rất là gọi là một cái ngày hoặc một cái chặng đường nó rất là tối đi. Cái bài mirror work này mình viết rất là lâu rồi, và mình viết bằng tiếng Anh. Và mình viết trong cái giai đoạn mà thực sự mọi thứ rất là tối tăm và rối ren, và mình cảm nhận được cái cốc nước tình yêu của bản thân ấy nó cần phải được up level lên một level khác. Không phải là chỉ là Mai không yêu bản thân mà Mai biết cách yêu bản thân rồi, nhưng nó phải được up level lên một cái level tiếp theo, và nó phải được mở rộng ra, và nó phải được rót đầy và rót sâu hơn những cái điều tiếp theo. Mà mình rất là muốn mang cái bản mirror work này không chỉ tới với tiếng Anh mà sẽ là tới với tiếng Việt. Và bây giờ là cách mà chúng ta sẽ làm. Nếu mà bạn đã chưa hiểu về mirror work thì có thể Google hoặc là YouTube về Louise Hay mirror work. Bà là mẹ đẻ của cái việc thiền gương này, và là cái công cụ mà mình đã giới thiệu cho rất nhiều cái khách hàng của mình. Các bạn ấy cũng đang sử dụng công cụ này để coaching rất là nhiều. Tuy nhiên là công cụ này nó sẽ là một công cụ rất là tuyệt và rất là tốt cho những cái giai đoạn đầu tiên khi bạn muốn kết nối lại với bản thân bên trong. Còn để kết nối sâu hơn, để thực sự yêu bản thân mình nhiều hơn, thì bạn sẽ cần những cái work nó sâu, đào sâu hơn về tư tưởng, về suy nghĩ, về cảm xúc, về hiểu và chuyển hóa được những cái cảm xúc đấy, đúng không ạ? Và mình không không mình không muốn tuyên truyền một điều đấy là cứ làm mirror work nó sẽ yêu bản thân ngay đâu. Bạn chắc chắn là sẽ có kết nối, bạn chắc chắn là sẽ chạm vào được những cái sâu hơn bên trong, nhưng bạn cần phải có những cái bước tiếp theo nữa thì chạm sâu hơn. Còn đây chắc chắn sẽ là một bài thiền sẽ tác động vào cái cảm xúc của bạn rất là nhiều. Rồi trước khi chúng ta bắt đầu nhá, hãy để cho bản thân mình thả lỏng này. Nếu bạn có một cái gương như thế này, mình có một cái gương như thế này, lòng này có khóc không đâu, mà nếu mà khóc thì cũng chả sao cả, đúng không ạ? Chúng ta đang sống với một cái rất là bình thường. Đây là cái gương của mình, đúng không? Và mình hãy để nó trước mặt của bản thân, và hãy để cái điện thoại này sang một bên nếu bạn làm sau này, và hãy để cái gương trước mặt của bạn. Khi mà bạn bắt đầu với cái mirror work này, nếu mà bạn chưa bao giờ làm mirror work thì mình sẽ khuyên là hãy làm cái này liên tục trong vòng 14 ngày cho tới tận 21 ngày. Và mỗi một ngày hãy nghe lại cái bản bản thiền này, và hãy quay lại với cái whisper of love, cái chuyện thì thầm yêu thương này, cái bản thì thầm yêu thương này. Bất kỳ khi nào trong ngày khi mà bạn mệt mỏi,
khi mà bạn cảm thấy cạn kiệt năng lượng, khi mà bạn đang cảm thấy có một cái gì đó bên trong bạn thực sự cần được cleansing, hãy đốt một cái nến, mình đã đốt một cái nến của mình, bật nhạc lên, bật cái bài thiền này lên, để một cái quyển journal bên cạnh, có một chiếc gương ở trước mặt, thanh tịnh không gian của bản thân, cho bản thân mình 15 phút thực sự được yên tĩnh. Bạn luôn luôn có 15 phút đấy dành cho bản thân. Hãy đốt một cái essential oil burner và hãy chạm lại vào cơ thể của bạn, đúng không ạ? Và trước khi mà chúng ta bắt đầu với không gian của Whisper of Love, hãy để cho tất cả cái dòng suy nghĩ đang hiện diện trong đầu bạn đi xuống với cái journal. Bây giờ mình sẽ để cho bạn 1 phút free flowing journal. Và nếu mà bạn chưa bao giờ free flowing journal thì nó rất là đơn giản. Đấy là hãy viết xuống bất kỳ cái gì bạn đang nghĩ trong đầu, cho dù những cái suy nghĩ để nó rất là đơn giản, nó rất là basic. Ví dụ như là tôi đang không nghĩ gì cả và tôi đang cảm thấy hơi mệt, tôi đang hơi đói, chẳng hạn. Viết hết tất cả gì để ở trong đầu mình ra. Có thể là cái này hơi lạ, hoặc là những cái suy nghĩ doubtful, kiểu như là cái này có thực sự hiệu quả hay không, hay là có những cái suy nghĩ dằn vặt, hay là có những cái suy nghĩ kiểu đánh đấm bản thân, hay là có những cái suy nghĩ chỉ trích bản thân. Có bất kỳ suy nghĩ nào đang hiện diện và bạn bắt được cái suy nghĩ đấy thì hãy ghi xuống, bởi vì có rất là nhiều suy nghĩ, chúng ta có 6.000 suy nghĩ cơ, và còn những cái suy nghĩ nó không nổi lên trên cho bạn nhìn thấy đâu. Thế nên là chúng ta cần có những cái deep work không, thay vì là chỉ cái biển nổi. Tuy nhiên là bất kỳ cái điều gì bạn catch được bây giờ hãy ghi xuống và take a deep breath. Mình hãy để cho bản thân mình 1 phút nha, để cho bạn ghi xuống trong lúc mình bật nhạc. Mình sẽ dẫn thiền và mình sẽ nói cả tiếng Anh cả tiếng Việt. Cái lý do là bởi vì sao? Bởi vì mình quen dẫn thiền bằng tiếng Anh rồi, và khi mà mình dịch sang tiếng Việt nó sẽ mất đến 1, 2, 3 giây để nó bị lag. Thế nên là để cho cái bài thiền trôi chảy, mình sẽ cố gắng sử dụng tiếng Việt càng nhiều càng tốt. Nó sẽ có đôi chút chút nó hơi chồng tiếng Anh vào, và nếu mà nó làm cho bạn cảm thấy khó chịu thì hãy thử nhìn xem, chọn với bản thân mình xem là bạn có thực sự đánh giá bản thân mình yếu kém một tiếng Anh hay không, hay là bạn có thực sự không cho phép bản thân mình được được sống đúng với cái flow lớn nhất của bạn hay không, hoặc cố gắng quá hoàn hảo hay không. Bởi vì mình cũng không quan tâm là ai chỉ trích mình đâu, mình chỉ quan tâm là khi bạn chỉ trích Mai thì bạn cảm thấy gì về bản thân. Đấy là cái tấm gương lớn nhất cho bạn, đúng không ạ? Mình sẽ bắt đầu nha. Mọi người hãy đặt bàn chân xuống đất này, và ngồi trên một cái tấm thảm hoặc ngồi trên ghế đệm, thực sự kết nối để bàn chân mình kết nối với không gian ở dưới, không gian của mẹ trái đất. Hãy để cho cơ thể của bản thân hoàn toàn thả lỏng. Đặt một bàn tay trên trái tim và một bàn tay ở trong bụng. Và bây giờ chúng ta có thể nhắm mắt lại, take a deep breath. Trước khi chúng ta nhìn vào thiền gương, chúng ta sẽ có một cái grounding moment trước. Đây là cái giai đoạn đầu tiên của kết nối tính nữ. Thả lỏng cơ thể, hãy thả lỏng đầu và thả lỏng đỉnh đầu, thả lỏng mí mắt, thả lỏng bờ vai, thả lỏng hoàn toàn đôi tay của mình, thả lỏng cả đôi lưỡi này, cả tất cả những cái gì ở trong vòng họng của mình, thả lỏng hết ra, thả lỏng cái cổ của mình ra. Hít thở thật sâu vào trái tim, thả lỏng vùng bụng, thả lỏng vùng, thả lỏng hoàn toàn tất cả những cái năng lượng mình đang giữ và giữ rất chặt ở dưới vùng kín của mình, mở rộng chúng hoàn toàn. Thả lỏng đôi chân, và sau khi bạn thả lỏng ra, bạn mới cảm thấy bản thân mình giống như một cái giọt nước ấy, nó được melt hoàn toàn, chảy tan chảy xuống dưới lòng trái đất, chảy thật sâu thật sâu thật sâu thật sâu thật sâu xuống và trở thành một cái kén được bọc ở sâu bên trong lòng trái đất. Khi chạm vào được cái năng lượng rực lửa màu cam, màu xanh của trái đất là lúc mà bạn đã chạm được cốt lõi của mẹ trái đất. Và lúc này là lúc mà bạn kết nối được với tình yêu thương cùng vô điều kiện. Không có bất kỳ điều kiện nào ở đây. Bạn không cần phải trở lại ai, bạn không cần phải làm hành động gì để được yêu thương cả. Còn tại nơi đây, bạn được yêu thương bất tận. Và hãy để cho bản thân mình bắt đầu với những cái việc phản chiếu những cái ngày hôm nay. Trong thời gian vừa qua, bạn đã có những cái suy nghĩ gì tệ về bản thân? Bạn đã có những suy nghĩ gì đánh giá bản thân? Hãy bắt đầu
kiểu xin lỗi, đặt tên của mình ra. Mai à, mình xin lỗi vì mình đã nghĩ xấu về bạn. Mình xin lỗi vì mình đã nói những lời nói đầy dao búa đấy với bạn. Mình xin lỗi vì mình không thể nhận ra mình đã làm cho bạn cảm thấy vô cùng tệ ở bên trong. Chị xin lỗi em bởi vì chị đã làm em thất vọng. Xin lỗi em bởi vì chị đã không ở đấy cổ vũ cho em, thay vì cổ vũ cho em thì chị lại rời bỏ đi và luôn luôn đánh giá là em không đủ. Và anh nói những dòng yêu thương và hãy nói lời xin lỗi này với một cái năng lượng thực sự chân thành nhất, với một sự chân thành, một sự quyết tán nhất. Và cho dù bạn nghĩ là bạn không có bất kỳ cái điều gì để xin lỗi, thì hãy bắt đầu với một cái ôm với bản thân. Và hãy hỏi để rất tha thứ cho cơ thể. Hãy tha thứ cho bạn đã ăn những cái đồ ăn độc hại khiến cho cơ thể mệt mỏi, tiêu hóa. Hãy tha thứ cho bản năng của bản thân đã luôn tích tụ những cái cảm xúc tiêu cực mà không nhận ra để tiêu hóa. Cho dù bạn không biết được là bạn làm những cái lỗi gì, cho dù trong mặt nhận thức chúng ta không nhớ ra, nhưng cơ thể chúng ta luôn nhớ. Và đấy là sự khác biệt. Hãy xoa lấy tôi vừa vai, xin lỗi bản thân mình 2 câu nữa. Chúc trái tim của bạn nở rộ ở một cái năng lượng hoàn toàn tươi mới. Và lúc đó hãy mở mắt ra và nhìn vào tấm gương trước mặt mình. Hãy nhìn vào tấm gương đó, hãy nhìn vào cô gái đang nhìn bạn ở trong gương. Cô gái đã nhìn bạn bao nhiêu năm nay với cái sự chờ đợi được công nhận, được nhìn nhận, được đánh giá, được cho phép. Cái khao khát được công nhận lớn lắm, mỗi con người đều có. Hãy bắt đầu nói với cô những lời yêu thương chân thành. Mai à, hãy đặt tên của bạn ở đây. I love you so much. I truly, 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 wholeheartedly love you. I completely and utterly in love with you. Mình yêu bạn lắm. Sự chân thành và dành toàn bộ của trái tim mình cho bạn. Mình muốn cho bạn biết được là khi cả thế giới này có bỏ bạn quay đi thì mình sẽ vẫn ở đây. Nếu mà đâu đó có một cái cảm giác nào nó cảm thấy gợn và mang lại cái sự yếu đuối hoặc là bất kỳ một cái gì đấy judging ở bên trong ấy, hãy biết là đây là chuyện buồn cười. Nếu bạn cảm thấy nó buồn cười hoặc là cái đấy nó lạ, chuyện đấy hoàn toàn bình thường. Đây là lần đầu tiên mà kết quả bản thân. Chúng ta luôn luôn đi vào thang máy và sẽ đánh giá bản thân là bụng mình bự quá hay là mặt mình chưa, hay tóc mình chưa đẹp. Có mấy ai nhìn vào gương ở trong cổng thang máy để nói với bản thân mình là ôi hôm nay bạn tuyệt vời. Chúng ta đã quen với việc đánh giá bản thân thay vì yêu thương bản thân quá lâu rồi. Và đây là cơ hội chúng ta kết nối lại, cho dù có cảm thấy buồn cười đến như thế nào. Và hãy bắt đầu nói tiếp những câu nói sau. Mình thân chân thành yêu thương bạn. Mình hoàn toàn ngưỡng mộ vẻ đẹp của bạn. Bạn vô cùng tuyệt vời và xinh đẹp trong lớp da, trong trang điểm này. Và đôi mắt của bạn, mình cảm thấy được cái bờ, cái sự yêu thương của người bên. Và mình cũng yêu bạn nhiều đến như vậy. Hãy bắt đầu nhìn vào đôi mắt của bản thân và nói với bản thân của mình. Cơ thể của mình đang cảm thấy thèm muốn và khát khao lớn nhất, mà nó không cần phải là cơ thể. Nói những điều gì thực sự tốt nhất của bạn.
mình nhìn thấy bạn, mình nhìn thấu bạn, mình thực sự yêu thương và chấp nhận bạn, cho dù bạn có bất kỳ lỗi lầm nào, mình yêu thương và chấp nhận bạn, cho dù bạn không hề hoàn hảo, mình yêu thương và chấp nhận bạn, cho dù bạn làm bất kỳ chuyện gì và đưa ra bất kỳ quyết định gì như hôm nay. I love you so much, baby. I see you in love and light. Mình xin lỗi vì đã bỏ rơi bạn trong suốt quãng thời gian vừa qua. Mình xin lỗi vì đã không nhận ra được cái nhu cầu yêu thương trong bạn. Và luôn luôn kiếm tìm cái sự yêu thương đó bằng đàn ông, bằng bất kỳ cái điều gì bên ngoài. Và bây giờ sự hối lỗi của mình, mình muốn bạn tha thứ cho mình, bởi vì mình yêu thương bạn rất nhiều, kết nối với bạn sâu sắc. Mình nhìn thấy sự trong trẻo của bạn, mình nhìn thấy cái vẻ đẹp của bạn, mình nhìn thấy cái magnificent self mà bạn chưa cho ai nhìn thấy. Mình nhìn thấy giá trị của bạn, mình nhìn thấy tiềm năng của bạn, mà mình biết được bạn có rất nhiều tiềm năng lớn hơn những gì bạn đã cho thế giới thấy. Và Mai à, sự hiện diện của bạn là một món quà lớn lắm. Sự hiện diện của bạn là một món quà. Những cái điều bạn làm cho cuộc sống mang lại vô cùng nhiều giá trị. Hãy để cho bản thân mình được công nhận về điều đó, được chấp nhận về điều đó và được khơi thông điều đó. Điều đó. Mình bị nhìn thấy trái tim yêu thương tha thiết của bạn, mình nhìn thấy trái tim mong muốn yêu thương thế giới của bạn. Mình nhìn thấy bạn, mình nhìn thấy những giấc mơ đang được bỏ quên của bạn. Mình nhìn thấy những cái khoảnh khắc bạn không cho phép bản thân mình vươn xa hơn. Hãy dừng lại, hãy hít thở thật sâu và biết được là mình luôn ở đây ủng hộ cho bất kỳ điều gì. Vì món quà là sự hiện diện của bạn quá to lớn với thế giới. Hãy để cho bản thân mình được nhìn thấy nhiều hơn. Hãy tiếp tục nói bất kỳ điều gì mà bạn muốn lắng nghe đến từ bản thân mình. Cho tới khi cô bé bên trong bạn cảm thấy hoàn toàn được nâng đỡ, được trân trọng. Nếu mà bạn cảm thấy bất kỳ chỗ nào đau trên cơ thể, hãy đặt đôi bàn tay kỳ diệu của bạn lên cái phần đấy, đúng không ạ? Có thể là cái trái tim của bạn rất là đau, có thể là cái vùng cổ của bạn, vì chúng ta lâu rồi không nói yêu thương, vì lâu rồi bạn chưa dám nói thực sự cái điều gì bạn mong muốn nói. Và đến đây là lúc mà kết nối sâu hơn với cơ thể của bạn. Tôi trân trọng bất kỳ lời nói nào đến từ bên trong. I honor my truth. I honor my truth. Tôi chấp nhận tất cả tiếng nói sự thật ở bên trong của tôi, và tôi để cho bản thân mình lên tiếng, nói lên những điều tôi mong muốn. Tôi tôn trọng làn ranh giới của chính bản thân, và tôi lắng nghe trực giác của trái tim mỗi khi tôi cần được bảo vệ. Tình yêu sẽ luôn luôn dẫn lối cho tôi trên cái hành trình này. Tình yêu là điều duy nhất và sự thật duy nhất trên thế giới này. Và tôi mang cái năng lượng tình yêu tại bất kỳ nơi nào tôi đến. Tôi mang lại năng lượng của hạnh phúc, tôi mang lại năng lượng của sự kỳ diệu, tôi mang lại năng lượng của sự joy cho tới bất kỳ góc ngách nào trên thế giới này. Và tôi yêu thương mọi tế bào, mọi góc ngách của cơ thể. Tôi yêu thương đôi bàn tay của tôi, bờ môi của tôi, đôi mũi của tôi, đôi mắt, làn da không cần hoàn hảo nhưng đó là cái làn da mà tôi yêu thương nhất, tóc của tôi,
Cảm ơn vì đã luôn luôn hiện diện, xây dựng một cái vẻ đẹp mà không ai có được giống như tôi. Tôi thêm đôi bờ vai, đôi tay, bờ ngực, đường cong của cơ thể của mình. Đó là vẻ đẹp đẹp nhất của một người phụ nữ, cho dù đường cong đó có đạt tiêu chuẩn của xã hội hay không. Đó vẫn là tôi. Tôi trân trọng điều đó. Tôi yêu thương trái tim, tất cả những bộ phận bên trong của cơ thể, những bộ phận bên ngoài, tất cả những cái điểm mạnh và điểm yếu. Và tôi hoàn toàn chấp nhận tất cả những điểm yếu đó và biết được là đó là một phần tạo nên sự khác biệt của tôi. Vậy để cho cái tình yêu này nó trải dài từ trái tim của em, lan tỏa ra toàn bộ cơ thể, lan tỏa ra đôi bờ tạ, bờ vai này, đôi bàn tay, cổ họng, đỉnh đầu, lan xuống dưới vùng ruột này, lá gan này, cổ đằng sau lưng này, toàn bộ xương sống, toàn bộ tận phần dưới của mình, trên. Thế để cho cái tình yêu này được chảy trôi trong toàn bộ cái mạch máu, toàn bộ tế bào cơ thể của bạn. Tình yêu luôn ngự trị trong trái tim bạn. Đôi lúc chúng ta mất kết nối, và đây là lúc chúng ta thực sự vượt lại công tắc này. Để cho tình yêu lan tỏa toàn bộ cơ thể của bạn, bởi vì cuộc sống này luôn luôn yêu bạn, vũ trụ luôn luôn yêu bạn, vũ trụ luôn luôn đổ đầy rất nhiều tình yêu thương tới bạn bằng cách này hay cách khác, qua con đường này hay con đường khác. Vũ trụ vô cùng trù phú, vô cùng nhiều yêu thương, và bạn cũng thế. Tôi mang đầy công đức tình yêu, tôi mang đầy công nước của sự mất mẻ, tôi mang đầy công nước của hạnh phúc. I am the joy, I am the love, I am the happiness I look for in others. Ngày hôm nay tôi sẽ yêu thương và chọn lấy bản thân tôi. Tôi chọn yêu thương hiện diện trong từng tế bào cơ thể tôi. Tôi chọn yêu thương trong từng điều tôi làm. Nhưng mà cơ thể của bạn, hãy đặt tay lên từng bộ phận mà bạn cảm thấy yêu đuối nhất. Hãy yêu lấy bộ phận nó và hít thở thật sâu tình yêu thương ở đó. Ngày hôm nay tôi lựa chọn nói có với bản thân. Ngày hôm nay tôi lựa chọn tha thứ và bỏ qua những cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Ngày hôm nay tôi hoàn toàn yêu thương và chấp nhận bản thân tôi đúng như là. Ngày hôm nay tôi chấp nhận yêu thương bản thân mình tại thời điểm tốt nhất và thời điểm tệ nhất. Ngày hôm nay tôi nhìn thấu cái phiên bản chân thật nhất của tôi. Tôi yêu thương tất cả những điều tuyệt vời và tôi yêu thương tất cả những gì chưa hoàn hảo. Tôi chọn yêu thương và tôn trọng bản thân. Ngày hôm nay tôi chọn mình cũng. Ngày hôm nay tôi chọn nói có với bản thân tôi. Hít thở thật sâu và hãy để cho cái lời nói vừa rồi được lan tỏa ra toàn cơ thể của bạn, để biết được là cơ thể của bạn xác nhận hoàn toàn đúng, biết được đây là sự thật sẽ mang tới với cơ thể của mình. Ngày hôm nay tôi chọn mình trước. Ngày hôm nay tôi chọn đổ đầy công đức của bản thân. Ngày hôm nay tôi ưu tiên những gì thuộc về bản thân. Ngày hôm nay tôi nói có với bản thân. Ngày hôm nay tôi cho phép bản thân được sống cuộc đời rực rỡ nhất. Và đến lúc này đây, sẽ cảm thấy cơ thể của mình hoàn toàn được tan chảy, thả lỏng. Và hãy bắt đầu surrender để cho cái tình yêu này trở về với vũ trụ.
Và khi đó gửi tất cả những cái nỗi sợ lo lắng, những cái suy nghĩ tiêu cực về tương lai, hãy surrender tất cả những cái nỗi sợ đấy cho vũ trụ. Ngày hôm nay tôi thực sự surrender suy nghĩ của tôi, cảm xúc của tôi, trải nghiệm của tôi, nỗi sợ của tôi, sự lo lắng của tôi, mối quan hệ của tôi, tất cả những vấn đề tôi có, tất cả những kế hoạch tôi đang mong muốn thực hiện cho vũ trụ. Ngày hôm nay tôi chọn nhìn thấy mọi vật thể qua kính mắt của tình yêu. Ngày hôm nay tôi chọn để tình yêu hiện diện trong trái tim tôi. Ngày hôm nay tôi chọn nhìn thấy mọi thứ là tình yêu. Ngày hôm nay tôi chọn nhìn thấy mọi người đến với tôi với dạt dào những điều yêu thương và mong muốn tốt đẹp nhất cho tôi. Ngày hôm nay tôi chọn để vũ trụ dẫn lối. Ngày hôm nay tôi chọn để yêu thương dẫn lối cho tôi. Thở thật là sâu. Nếu mà bạn muốn, bạn có thể ngồi tiếp với cơ thể của bạn, nói thêm những điều yêu thương trong lòng, hoặc là mở mắt, hoặc là ghi xuống những cái cảm xúc bạn đang có. Nếu mà đã khóc thì hãy ôm chặt lấy bản thân mình, bởi vì bạn hoàn toàn được yêu thương và khóc không có gì sai cả. Khi bạn khóc là thực sự năng lượng của tình yêu nó chạm được vào trái tim của bạn và làm tan chảy tất cả những cái vùng cứng rắn ở bên trong bạn đó. Và đấy là một điều tuyệt vời nhất. Hãy ghi xuống tất cả những điều gì mà bạn vừa nhận ra hoặc là để cho bản thân mình hiểu. Hãy nhớ chọn yêu thương thay vì chọn sợ hãi. Hãy nhớ chọn yêu thương thay vì chọn chỉ trích. Hãy nhớ chọn yêu thương thay vì chọn ép buộc bản thân làm bất kỳ điều gì đó. Tôi yêu bạn rất nhiều. Tôi yêu cộng đồng mình rất nhiều. I love you, I see you, I see every one of you. Vẽ một cái trái tim ở trong giấy và hãy thì thầm I love you, I really truly truly in love with you. Thì thầm câu nói đó hàng trăm lần mỗi ngày. Và sau buổi thiền ngày hôm nay, hãy để cho bản thân của mình có một long slow bath. Enjoy, tận hưởng, đi vào với thiên nhiên và đắm mình ở trong năng lượng của tình yêu. Mình sẽ gặp bạn trong những lần thiền và hành động sắp tới, trong những ngày sắp tới của 15 ngày yêu thương. Cảm ơn mọi người đã đến đây hiện diện với chính bản thân bạn, dành thời gian cho chính bạn. Chúng ta sẽ còn cả một quãng thời gian sắp tới, hãy hiện diện mỗi ngày và đừng bỏ rơi bản thân nhé. Và nếu bạn biết ai cần và ai mong muốn cái practice này, 15 ngày này vô cùng kỳ diệu, đừng quên gửi đường link tới với họ. Mình là Mai Vũ, host của Empower Me Podcast, coach của rất nhiều người phụ nữ hiện đại muốn sống đủ đầy trong trái tim, thành công khi nỗ lực. Mình yêu bạn giống như vũ trụ yêu bạn. Cảm ơn bạn đã đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại.